Xin chào các bạn, chào mừng các em đã đến với kênh youtube Phạm Ba Minh Hôm nay chúng ta sẽ đến với bài luyện tập trung Đầu tiên là bài số 1 Mỗi dữ liệu sau đây thuộc loại nào nên dùng biểu đồ để biểu diễn dữ liệu đó Rồi, nên dùng cái biểu đồ nào đấy Vậy thì, ở A các bạn quan sát là Tuổi họ trung bình của người Việt Nam đấy thì đây là số liệu liên tục đúng chưa đó nên là chúng ta sẽ dùng biểu đồ cột đấy dữ liệu liên tục dữ liệu liên tục nên ta dùng là gì dùng biểu đồ cột rồi tiếp theo ý b Số bàn thắng mà mỗi đội bóng đá châu Mỹ ghi được tại World Cup thì đây là dữ liệu rời rạc đúng không? Đấy, và tôi dùng cũng dùng biểu đồ cột để biểu diễn. Rồi tôi qua bài số 2, Bản thống kê sau cho biết tỷ lệ đóng góp vào GDP toàn cầu của Việt Nam trong một số năm. Từ năm 2011 này đến năm 2018 thì Ý ra người ta bảo là chọn biểu đồ phù hợp để biểu diễn thống kê này. Đây. Thì ở đây là ta sẽ chọn biểu đồ cột đúng không? Đấy. Nó liên tục này. Được không? Rồi. Thì ở đây anh vẽ cho các bạn cái biểu đồ cột đấy. Ở trong máy luôn. Ở đây là cái cột ở trục tung này. Các bạn để ý này. Nó xuất phát từ bắt đầu từ không này. Được chưa? Đấy. Và đây là tỷ lệ phần trăm đó và các bạn biểu diễn đấy trục hoành là các năm đấy khoảng cách giữa các năm này bằng nhau nó cách nhau một năm mà đúng chưa rồi và tên biểu đồ là gì tỷ lệ đóng góp vào GDP toàn cầu của Việt Nam được chưa đấy khi người ta cho một cái bảng thống kê như vậy các bạn quan sát đấy thấy chưa xem nó là dữ liệu gì đây là dữ liệu liên tục đúng không? Thì chúng ta chọn là cái biểu đồ cột để biểu diễn. Rồi ta qua câu B. Cho biết xu thế về tỷ lệ đóng góp của Việt Nam vào GDP toàn cầu. Thì các bạn thấy nó càng ngày nó càng tăng lên này, đúng không? Nó càng tăng lên. Vậy thì ta có cái nhận xét là gì? xu thế về tỷ lệ đóng góp của Việt Nam vào GDP toàn cầu có xu thế tăng đấy. Rồi. Xu thế về tỷ lệ đóng góp của GDP... của Việt Nam vào GDP toàn cầu có xu thế tăng đấy. Các bạn chỉ cần đấy ghi lại như vậy là được. Ta có cái nhận xét đấy nhờ vào cái biểu đồ, được chưa? Ta vẽ. Rồi bây giờ ta chuyển qua bài số 3 ha. Số học sinh của ba trường trung học cơ sở trên địa bàn đăng ký tham dự thi học sinh giỏi môn thể dục cấp huyện được tổ chức cho trong bảng sau. Đấy đầu tiên là các trường này: Định Long, Định Liên, Định Hải và số lượng đăng ký. Vậy thì theo em sử dụng biểu đồ tranh hay biểu đồ cột để biểu diễn dữ liệu này? Tại sao? Và hãy vẽ biểu đồ biểu diễn. Ở đây ấy thì các bạn quan sát là đó, 18, 27, 24 là các số đều chia hết cho cho 3 đúng không? Nên là ta sẽ dùng cái biểu đồ tranh được chưa? Rồi, người ta ghi cái lời giải như sau. Theo em. Đấy. Nên sử dụng biểu đồ tranh. Biểu đồ tranh để biểu diễn dữ liệu này vì 20 à số 18 này đúng không? 18 27 và 24 đều chia hết cho 3 đấy. Cùng chia hết cho 3 được chưa? Rồi. Và bây giờ ta sẽ vẽ lại cái bảng này được không nhưng mà thay vào đó là các biểu tượng đây vẫn là trường này định long anh ghi tắt ha định liên rồi định hải được không rồi số lượng đăng ký. Ở đây thì 18 chia hết cho 3 là 9 đúng không? Vậy tôi sẽ biểu diễn. Các bạn có thể chọn dấu sao cũng được. Vậy ở đây có 9 dấu sao. Được à? Đó. Còn ở đây định liên là 27. À cái này xin lỗi các bạn chia hết cho 3 đúng không? Có 6 dấu sao ha. Ở đây có 6 dấu sao. Được chưa nào? Rồi, các bạn sửa lại cho anh nhé, 6 dấu sao được chưa? Rồi, Định Liên là 27 vậy ở đây là 9 dấu sao này. Đó, còn Định Hải là 24 vậy là 8 dấu đúng không? Rồi, và các bạn chú thích là một dấu sao tương ứng với ba học sinh để chưa ba học sinh rồi bây giờ ta chuyển qua bài số 4 doanh thu đấy đơn vị theo tỷ đồng của hai chi nhánh của một công ty năm 2021 và 2022 được biểu diễn trong bảng sau đấy là bao nhiêu trong bảng sau đây ở đây là Đà Nẵng và Hà, Hà Nội nó có hai chi nhánh thì đối với năm 2021 ấy, thì chi nhánh Hà Nội là 16 tỷ đồng Chi nhánh Đà Nẵng là 10 tỷ đồng. Còn đối với năm 2022, chi nhánh Hà Nội là 18 và chi nhánh Đà Nẵng là 12. Rồi bây giờ lựa chọn và vẽ biểu đồ để so sánh doanh thu của hai chi nhánh này trong năm 2021 và năm 2022. Vậy ta sẽ dùng biểu đồ gì các em? Ta sẽ dùng cái biểu đồ cột kép được chưa? Rồi. Và đây thì anh sẽ cho các bạn luôn cái biểu đồ đấy đã vẽ sẵn ở trong máy rồi nha cho nó đẹp được chưa nào rồi thì đây là cái bảng biểu đồ của chúng ta ha đấy ta sẽ dùng cái biểu đồ cột kép cột trục tung ấy là cái doanh thu đấy đơn vị là tỷ đồng Đó, chi nhánh hà nội còn màu xanh là thể hiện cho năm 2021 và màu cam là thể hiện cho năm 2022 đúng chưa nào rồi rồi đối với Đà Nẵng thì cũng vậy Và tên nó là gì? Doanh thu hai chi nhánh của công ty Vào các năm 2021, năm 2022 Rồi các bạn vẽ cái biểu đồ này vào ha Bây giờ chúng ta chuyển qua phần tiếp theo là cái bài tập trắc nghiệm Thấy chưa? Rồi Câu 1 Dữ liệu nào sau đây là số liệu liên tục A là dữ liệu về tên các vận động viên thì chắc chắn là không phải rồi đúng không rời rạc đây là dữ liệu rời rạc c là dữ liệu về cân nặng của 200 con gà sau 3 tháng nuôi thì đây cũng không phải đúng chưa d là à xin lỗi các bạn dữ liệu về cân nặng đúng không à từ khóa của chúng ta đây cân nặng rồi thì đây chính là cái đáp án đúng này nè được chưa và đáp án d dữ liệu về số người mắc bệnh covid ờ à, thì không phải rồi Còn ý B là gì? Dữ liệu về một về số con một Đấy về số con trong một gia đình Thì đây là dữ liệu rời rạc đúng không? Rồi bài số 2 Anh đứng từ xa và ghi lại xem bạn nào đi sang đường sử dụng cầu vượt Đấy thì cái phương pháp mà an thu được dữ liệu là từ đâu vậy thì đây là cái nguồn từ quan sát đúng không đấy đứng từ xa ghi lại xem đấy rồi bài 3. trong biểu đồ cột với gốc trục đứng không bắt đầu từ không khẳng định nào sau đây là đúng là A là cột cao hơn biểu diễn số liệu cao hơn à, Nhớ là nó không bắt đầu từ không Vậy là chúng ta không thể so sánh được đúng không Hai cột cao bằng nhau biểu diễn số liệu bằng nhau Cột thấp hơn biểu diễn số liệu kém hơn Rồi Vậy thì những cái so sánh này này Đều đúng đúng chưa Đấy cột thấp hơn biểu diễn số liệu thấp hơn rồi, ý D là tỷ lệ chiều cao hai cột bằng tỷ lệ hai cột hai số liệu được biểu diễn đáp án này là sai này được chưa tỷ lệ chiều cao của hai cột bằng tỷ lệ số liệu được biểu diễn đấy là không hoàn toàn chính xác đâu nhá rồi bài 4 để biểu diễn tỷ lệ các phần trong tổng thể ta dùng biểu đồ nào sau đây a là biểu đồ tranh b là biểu đồ cột D là biểu đồ tròn, hình quạt tròn. Vậy thì đáp án của chúng ta là biểu đồ hình quạt tròn đúng không? Ở đây có hai phương án D này. Rồi, bài 5. Để biểu diễn sự thay đổi của một đại lượng theo thời gian, ta dùng biểu đồ nào sau đây? À, nhớ là theo thời gian nha. Theo thời gian thì ta dùng cái biểu đồ gì? Đoạn thẳng, đúng không? Đấy. Sự thay đổi của một đại lượng theo thời gian. Các bạn còn nhớ cái về đo cái giờ nắng không? Đấy, đo cái giờ nắng đúng chưa? Bao nhiêu độ à, bao nhiêu độ, bao nhiêu giờ đấy. Ví dụ cái cột trục tung là người ta là số giờ. À nhiệt độ đúng chưa? Xin lỗi các bạn là nhiệt độ. Ở đây là nhiệt độ này. Còn ở đây là cái số giờ, được không? Đây là thời gian. Đấy. Và người ta đây là ví dụ bắt đầu từ 7 giờ đi, đúng không? Đấy. 8 giờ, 9 giờ, 10 giờ. Và đây bắt đầu người ta đo nó là bao nhiêu độ, đúng chưa? Bắt đầu từ 6 giờ thì nó là bao nhiêu độ, xong rồi nó tăng lên. Tăng lên như thế nào? Đó, được không? Thì người ta dùng cái biểu đồ đoạn thẳng, được chưa nào? Rồi bây giờ chúng ta chuyển qua cái bài số 6, cho hai biểu đồ. Ý A là lập bảng thống kê do dữ liệu biểu diễn trong mỗi biểu đồ. Rồi. Thì ở đây là ta có cái bảng thống kê đúng không? Rồi, bây giờ ta lập cái bảng thống kê ha. Rồi. Bảng thống kê của chúng ta đây. Ta có là tháng từ tháng 1 đến tháng 12 đúng chưa? Và số lượng gọi là tháng nè. 1 nè 2 nè 3 4 5 6 7 8 9 10 11 và 10 mười, 12 mười Đấy anh vẽ tay nó hơi xấu Rồi số lượng Số lượng đơn vị là nghìn nha Nghìn rồi Đầu tiên là tháng 1 đúng không Tháng 1 là bao nhiêu các em Tháng 1 là 3 Đúng chưa Ở đây nó không bắt đầu từ 0 nè Cái biểu đồ này nó không bắt đầu từ 0 nè Các bạn để ý nha Nó nằm giữa số 2 với số 4 thì chắc chắn là 3 Đấy nó cùng biểu diễn một dữ liệu thôi Được chưa Rồi tháng Tháng 2 là 2 Tháng 3 là 3 Tháng 4 là 4, tháng 5 là 3, tháng 6 là mấy? À, đây, tháng 5 là 3, tháng 6 là 4. Tháng 7 là 6. Tháng 8 là bao nhiêu? Tháng 8. À, tháng 7 là 6, đúng rồi. Tháng 8 là 7, đúng chưa? Tháng 9 là 8. Đó, à. Tháng 10 là 7 Tháng 11 là 6 Tháng 12 là 8 Được chưa? Rồi ý B Dữ liệu biểu diễn đấy, có như nhau hay không? Thì như anh nói rồi Hai dữ liệu này là có như nhau Dữ liệu biểu diễn trên hai biểu đồ có như nhau được chưa? Rồi các bạn trả lời đấy Bỏ chữ không đi là xong rồi Ghi lại câu trả lời nhé Vì gì? giải thích này giờ đến lúc giải thích là vì gốc trục đứng trục đứng của biểu đồ thứ nhất bắt đầu từ số 0 đấy còn gốc trục đứng để trục tung á của biểu đồ thứ hai bắt đầu từ đâu bắt đầu từ số 2 đấy được chưa rồi ok bây giờ ta chuyển qua bài số 7 nhé rồi khối 8 9 tổ chức một giải bóng đá với 6 đội tham dự các đội bóng của lớp 8A 8B 8C 9A 9B 9C trước khi giải đấu diễn ra minh muốn thực hiện một khảo sát dự đoán của các bạn về đội bóng vô địch giải vậy thì ý a theo em có thể thực hiện khảo sát bằng những cách nào rồi ý a ta có thể hỏi trực tiếp đúng không đấy hỏi trực tiếp hỏi trực tiếp các đội tham gia thi đấu các đội tham gia thi đấu hỏi học sinh các lớp không nằm trong đội đấy. Đấy cho nó khách quan đúng không? Ví dụ bạn của đội tuyển lớp 8A thì chắc chắn bạn muốn lớp mình vô địch rồi. Đấy còn các bạn không nằm trong đội thì có cái nhận xét như thế nào? Một cái góc nhìn khách quan hơn, được chưa? Rồi ý B Dữ liệu Minh thu được thuộc loại dữ liệu nào? Thì dữ liệu Minh thu được thuộc loại dữ liệu là rời rạc đúng không? Không thể sắp xếp. Mỗi người một ý đúng chưa các em? Rồi. Bây giờ chúng ta sẽ sang bài số 8. Bạn Minh tiến hành khảo sát, khảo sát dự đoán đấy. Giả sử là Minh thu được cái kết quả là lớp 8 a đấy hỏi đi hỏi đúng không? thì có những cái kết quả này thì có biểu đồ nào để biểu diễn dữ liệu trong bảng thống kê thu được thì ta sẽ um, biểu đồ có thể dùng biểu đồ tranh đúng không? rồi để biểu diễn ở đây thì anh sẽ lập cái bảng thống kê ha, lập cái bảng thống kê, lập một cái bảng thống kê được chưa? Đây là đổi này. Vô địch. Đây là dự đoán. Nhá. Đầu tiên là lớp 9A này. 9B này. 9C này. Rồi 8A. 8B. 8 8C. Rồi lớp 9 lớp 9A thì có hai dự đoán đúng không các bạn nhìn này, có hai dự đoán là lớp 9A là vô địch. Rồi lớp 9B thì có 4, lớp 9C thì có 3. Đấy tương tự như vậy lớp 8A thì có 5. Lớp uh, 8B thì có 2 và lớp 8C thì có 2 được chưa? Rồi. Ý A là có thể dùng biểu đồ nào để biểu diễn đấy trong bản thống kê thu được thì ta có thể dùng cái biểu đồ tranh được không? Đấy. Có thể mà, đấy, có thể dùng biểu đồ biểu đồ tranh, được chưa? Để biểu diễn dữ liệu trong bảng thống kê thu được. Để biểu diễn dữ liệu trong bảng thống kê thu được, các bạn nhớ ghi đầy đủ vào nhé. Rồi, ý B, tiếp tục gửi ý B cho các bạn ha. Nếu muốn biểu diễn tỷ lệ các bạn được hỏi dự đoán trong mỗi đội vô địch thì đấy, nên dùng biểu đồ nào? Thì nên dùng biểu đồ quạt, được chưa? biểu đồ hình quạt đấy tỷ lệ đấy, các bạn thấy cái từ khóa là cái từ tỷ lệ này đấy chưa đấy mà tỷ lệ là liên quan đến biểu đồ hình quạt rồi đúng như nào rồi bây giờ ta chuyển qua bài số 9 ha cũng là bài cuối cùng bảng thống kê sau cho biết số lượng học sinh của các khối lớp 8 tham gia các câu lạc bộ thể thao và nghệ thuật của trường vậy thì lựa chọn và vẽ biểu đồ để so sánh số lượng Đấy, học sinh à, tham gia hai câu lạc bộ này của từng lớp thì ở đây ta dùng cái biểu đồ cột kép ở đây anh cũng cho các bạn một cái biểu đồ đây này ở à, bên cột trục tung là số lượng học sinh còn các lớp đây người ta so sánh bằng hai cái cột kép màu xanh là của thể thao màu vàng là của à, màu cam là của nghệ thuật được chưa đó thì đây là cái ý của cái ý a đây đấy ta sẽ vẽ cái biểu đồ này anh vẽ bằng máy cho các bạn à, dễ xem và dễ hoàn thiện vào trong vở hơn nhé còn ý b đây nè vậy ý b mới quan trọng nè ý b là lựa chọn và vẽ biểu đồ tỷ lệ à tỷ lệ là liên quan đến biểu đồ quạt rồi đúng không hình quạt rồi học sinh các lớp tham gia các câu lạc bộ trong các học sinh của khối 8 rồi vậy ta biểu diễn là giờ là thể thao riêng và nghệ thuật đúng không? Thể thao là màu cam. À xin lỗi các bạn thể thao là màu xanh, còn nghệ thuật là màu cam. Rồi bây giờ ta tính tổng số học sinh trước đúng không? Có một bài anh cũng đã hướng dẫn rồi đấy, tổng số học sinh tham gia tham gia hai câu lạc bộ. Rồi Vậy thì là bao nhiêu các em? 18 này cộng 26 cộng 22 cộng 14. 18 cộng 26 cộng 22 cộng 14 cộng 20 cộng 28 cộng 15 cộng 10 18. Đấy bằng bao nhiêu? Được chưa? Rồi, sau đó ta sẽ tính tỷ lệ học sinh tham gia đó, câu lạc bộ thể thao thì ta tính à, ta tính cái gì các em ta tính tổng cái số lượng học sinh tham gia thể thao đã được không 18 cộng 22 cộng 20 cộng 15 chia cho cái gì cái tổng này nè à, cái tổng này các bạn tính ra bao nhiêu anh đặt là a nhé rồi nhân cho 100 phần trăm vậy là nó ra cái số phần trăm ở đây là nếu các bạn tính đúng đó, nó ra là 47,2% Được chưa? Rồi ok Tương tự như vậy Tỷ lệ học sinh tham gia câu lạc bộ Nghệ thuật đúng không? Nghệ thuật là bao nhiêu? Giờ lấy cái số học sinh tham gia nghệ thuật là 26 Cộng 14 Cộng 28 Cộng 18 Được chưa? Chia cho gì? Chia cho A Và nhân cho 100% Đấy, thì nó ra cái kết quả là 52,8%. Và ở đây á, anh sẽ cho các bạn cái bảng biểu diễn bằng cái biểu đồ hình quạt tròn nhé, cho nó đẹp được không? Rồi, thì đây là cái biểu đồ hình quạt mà ta mới thể hiện ra đây này. Được chưa? Nghệ thuật và thể thể thao. Rồi, ở đây nó bị hơi bị ngược cái màu đúng không? Rồi, hơi nhầm cái màu thôi. Đấy, để cho các bạn à, phân biệt đấy, được chưa? Để tránh lẫn lộn với cái hình ở câu A, ở đây là nghệ thuật lại đổi lại thành à, câu lạc bộ thể thao đúng không? Đấy. Đây đây là thể thao này. Còn đây là nghệ thuật các bạn sửa lại nhé. Rồi ok, vậy kết thúc bài số 9 cũng là kết thúc nội dung video ngày hôm nay. Cảm ơn sự theo dõi của các em. Mong rằng các em có thể hiểu bài và làm được những bài tập liên quan đến nhận toán. Đấy, đến những cái bài luyện tập chung của chương. Nếu thấy hay các em hãy like share cho bạn bè của mình cùng biết. Hẹn gặp lại các em ở những video tiếp theo. Bye bye.